cô cho mùi thằng sao nhâm ra ta chạy con nghe bạn đấy sao mày bảo cha ta ta là đang con đi ở tôi ở là về là bộ mùi nhâm mày bảo mày mày không con chẳng đặc biệt thằng chân mày bảo ta ấy còn lại có ở là về là bộ mùi nhâm hay sang xa nó sang ban và man khai hay vậy không tới mà nhâm nơi tây bao mùi kia đấy tất cả mặt nam đi ngay ta chạy tốn nghe bạn bảy nam mày bảo tổng nghiệp 7 năm ta chập đam nơi mỗi khi nó phải 20 năm trong khỏi này nữa chà bông chà hay bà to mà tiết là lời miên côn bà màn khai bà lời nó miên côn tí khai rồi hay kịch dân bạch đáy xin rạp khuôn anh nhóm bà mạng đáy bông đập bê nhóm tà lạnh gọt đáy đập bê trong khỏi gọt ăn vì là vô mùi nhóm chân bà bạc đáy nhóm tà lạnh gọt đáy trong khỏi ăn vì là vô luôn cho mạch bàn ôn bằng xua trăng trăng mở không à rắm bao dương dương cực mạch bàn dương hiên và thôi luôn nơi chủ mối quạt đang kê mình toàn cho bà lo chủ mối dương mà rồi biết rồi hãy kể ra nhưng mà thà sẽ tao cũng được là mấy năm hay không tập cái chắc quạt có thể ngâm non ngâm tập cái quạt chắc không mai ơi quạt ấy đang lơi đằng ọc chắc ấy chật thà biết cho bà lo hai cái ơi mai ơi score bằng này đây đó chà cho kê đây như vậy vì cầm ruông phan ca nà cột chủ mối dương đã ở tí cái thầm vậy ta chăm nắng cái hiệp cho mặt ba này ba chăm khối bàn ta khan nhau đẹp tha tại sao lại nó ôn nên con chẳng là vòng trắng ôn tăng ôn mặt tăng tục kỳ đập tăng tục vô gió tại ta là phải thấy đích khan kẹo là vì là vô cho mùi hai mùi vinh tiết ở kệ đăng tại dương miên cầu nắng cái chân ở dương túc rứ có kê mạch về để kê đăng hai thầy dương miên cầu nắng à rầm đập bồn bà kê như vậy kê bà xin bị kê đăng kê còn là kẹp ôn minh tha bà con trong tóc cực cây bà ớt cực cây cái quả này dây bằng nâng bằng tay cái quả chập đám bằng người cần tao dù môi dân tờ ạ 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 sao ấy vì quất ăn là bây giờ vô mùi nhóm à vì ăn là bây giờ vô là mấy bây giờ đang nông lan mùi như vậy đấy là ăn là bây giờ nông lan niêm tại nông lan bông phần tái ăn ăn dậy đây rồi kia ồ chẳng bàn này tha kê mình trăng ở dương ma tới chắc quan kê này hao dân ngày mau hay là lớp mấy cái thơ kê đẹp đây ngày dân tập mình tập kê lấy có cả tháng đây nắng mong người nắng mình lười mình anh người ta kêu bên này ai kêu tập kê ăn là vì nó mình này thắc kê ăn trăng cật cù san pren ấy chỉ mua dơ ngay cả hay tập kê hay sầm đây sầm đá có ăn sơ là vô thích kê dân này à thấy không bị chó na kích chân rồi khinh mất kênh mướn nữa cả cho mày ở kê đằng đó thay dân miền cồn đăng mong hay cho chắc tham mình đăng chúng ta mai càng nóng của bọn nơi đang dậy tha miễn ai thơ mạch bao nhiêu năm nó có hiện thực trời bọn nơi đang dậy chăng các tha gì lúc đấy các tha ngày sang các tha ập đăng này chạy cả lưới câu này tại con lưới con còn con tao mới mai nhưng mai nhưng quật tê đó ốc lộc lang nhưng tới mai càng kia đang đẹp tha chăng gạo vô lôi gạo ngồi vô mà hiệp tầm càng nóng hiệp tầm từ hay prom mai nhắm có con vậy tha sẽ mẹ lấy câu này con tay còn ha dạ tê kho mà cứ quát quát ngạt đồng có ăn vậy ăn to to ấy chẳng ăn cho nó lớn nó à pram rồi nó gọt khơi màu này cả con tay dạ tê ở đặt thai đang mai nhắm đẹp tha nhóm ở tới chỗ đây là môi chân rồi con mai nhắm quát tha vô nhóm thì hiệp cho một bê à hao chân á ai có tham bà tâm cả mồi tê ao lưu quát tập bày hỏi tê quát tinh trái chơi tinh qua chụp tinh ấy tích tuổi trong hiệp xong tê đó về chân mày đã ổn cả lại dương luôn anh hôm nay mưa khơi ha bây mày đã đào trời đấy mà tới cái đây sọc sụp hẹm cô nè bữa sai nãy cái thằng miên sụp hẹm cô miên cái đây sọc anh đấy bữa tầm lại luôn này bán xem mà ơi mà tôi hôm nay bán chụp quay cái nhà mà pê lắm nó bây giờ vậy nhưng mà nó pê tu con ấp phóng trên cửa áo nhưng mà nên nó nhưng bạn đây bạn đây thế anh ở chắc cất đấy cái thơ chỉ rằng bạn đang miên đây thà kê mình trăng ba này nâng hai
ឯងនៅបបាក់ដែរបបាក់ដែរមកពីឯងវាមិនគិតខ្ញុំសុំឲ្យគាត់ຕ້ອງចឹងចម្លើយឲ្យខ្ញុំតែគាត់អត់ខ្ញុំចឹងចម្លើយខ្ញុំហ្មងគេមិនចង់និយាយពលហេតុអីបានគេដកគេធ្វើសកម្មភាពឲ្យឃើញណាចង់ចេញចម្លើយស្អីគេទៀតចាពូអត់បងហើយឥឡូវគេដកឲ្យពូឲ្យពួកខ្ញុំទៅអូនឯងមើលគេធ្វើប្រប៉ុណ្្នឹងឲ្យនៅហែងនៅថាមិនក៏មិនឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមកថាចាប់គឺឬក៏មិនចាប់ស្អីគេឲ្យក៏ពិបាកយល់ម៉េះហ៎ជោគខ្វៃមួយក្បាលគេទិញរាល់ដងតម្លៃ 3-4-500 នេះអីហ្អែងមនុស្សមួយទាំងមូទាំងកូនក្នុងពោះហ្អែងនេះតម្លៃ300គេមិនចង់ឲ្យនេះហ្អែងយល់តែខ្លួនឯងថ្លៃឬក៏ថោកបងសួរហ្អែងចេះហ្អែងនៅសួរខ្ញុំម្បាក់ដែរខ្ញុំម្បាក់ដែរនេះហ្អែងថោកហ្នឹងបងហ្នឹងហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងវាថោកចឹងហ្អែងខំប្រឹងប្រទៀងប្រទង់ដល់ណាទៀតមិនប្រទៀងប្រទង់តែគ្រាន់ណាខ្ញុំខលទៅសួរថាបើសិនជាករណីហ្នឹងខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានអត់បងបាទណៃទៅបណ្ដឹងទៅតែបានប្រមាណវាមិនដឹងទេហើយមួយទៀតអាយគិតមើលខ្លួនឯងទៅថាតើហែងអាចមានសុភមង្គលទេដែលហែងខំប្រឹងតតោងជើងតោងដៃជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់ដែលគេមិនចង់បានហែងធ្វើប្រពន្ធគេនេះចា៎ណាម៉ែក្មេងគេនឹងក៏មិនពេញចិត្តជាមួយហែងប្រហែលដែរបើគេពេញចិត្តគេត្រួសត្រាយផ្លូវដើរណាមិនរមម៉ែហែងដើម្បីចូលស្ដីតដឹងការសែនត្រឹមត្រូវហើយមានតែគេមិនខ្វល់ទេពីព្រោះកូនស្រីណាដែលហ៊ានឲ្យគេមុនអញ្ចឹងគេអត់សូវយល់ចង់បានទេយល់ទេតើបងអឺហើយហែងមើលធ្វើខ្លួនហែងកត្រែកកត្រាអញ្ចឹងនេះតើបទៀងបតុងតោងមុខតោងក្រោយហែងគ្មានការងារធ្វើទេអីគេដេញលេចដេញហាមែនអត់ការងារធ្វើការងារខ្ញុំធ្វើការនៅបិញហ្មងប៉ុន្តែយកពេលនេះមកគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការហើយចុះជីវិតហែងហែងចាំតាគេបត់បែនណាអត់ចេះត្រួសត្រាយជីវិតខ្លួនឯងទេអីនឹងវាពិបាកទៅហែងពិបាកគិតមិនខ្លួនឯងអត់ចេះគិតខ្លួនឯងហែងមកពីហែងអត់បើកចិត្តធ្វើខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងដេញតាមតុងគេមិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់មកបញ្ជាជីវិតយើងទេឯងទៅរស់ស៊ីមាត់ដោយសារគេនឹងស្រួលណាស់អីអញ្ចឹងហើយយកមកធ្វើប្តីស្អីគេរត់ទៅលុយហូបបាយហូបអីមិនបាននេះបទីបតុងបទីបតុងគ្នាហើយសវេសវ៉ាចង់យកគ្នាអីតែលុយ3 4 500ដើម្បីការសែនគ្នានឹងក៏អត់មានផងហ្នឹងឯងយកទៅធ្វើគ្រួសារយ៉ាងម៉េចបើកើតកូនមកបានអីចិញ្ចឹមកូនគេមិនចង់បានឯងគេមិនចង់យកឯងតែមួងនឹងឯងឥឡូវសួរតែសែនហើយអីហើយឯងប្រកាសចិត្តទេថាឯងមានសុភមង្គលមានក្តីសុខនៅជាមួយគ្នាបានថិតថេរហើយឯងចង់ដេញតាមគេរហូតអញ្ចឹងទៅមួយជីវិតយើងនឹងបើទាញបតុងមុខក្រោយជាមួយគេអញ្ចឹងរហូតទៅចា៎និយាយទៅវាចាំងតែតកដងលាមកវាអត់ដៃអញ្ចឹងឯងបងគាត់ស្អត់ដៃធ្វើបាបខ្ញុំណាឥឡូវវាចឹងហើយពេលឯងមិនទាន់មានកូនមានបបាក់អីគ្រាន់តែឯងទៅនៅជាមួយគេគេដេកជាមួយឯងហ្វ្រីហ្វ្រីមិនចាំបាច់អស់លុយដូចតែដេកមួយស្រីខូចផងវាមិនស្រួលលួងអ្ហាឯងគិតមើលនារីរស់ស៊ីផ្លូវភេទណាគេដេកជាមួយម្ដងម្នាក់យ៉ាងហោចណាក៏4 10រៀលដែរចុះឯងតដេកហ្វ្រីស៊ីហ្វ្រីជាមួយគេនឹងមានអស់លុយអីមួយហើយម៉ែគិតមើលខ្លួនឯងមើលមើលអញ្ចឹងបាទខ្ញុំតែដាក់ពាក្យប្រដាំងខ្ញុំតែដាក់នៅភូមិឃុំខ្ញុំហើយទៅខាងគេដែរអត់ហ្នឹងទៅទៅខាងគេទៀតហើយគិតមើលទៅណាថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើមានកូនហើយបកកើតកូនមកហើយមានអីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនហើយប្រកាសពាក្យទេថាយកគ្នាបខំគ្នាឲ្យការឲ្យសែននឹងរស់នៅជាមួយគ្នាបានថិតថេរយូរកាលបានល្អគិតមើលខ្លួនឯងទៅហើយមិនបាច់ចាំគេហាមាត់និយាយទេប្រើសតិគិតពិចារណាសកម្មភាពទង្វើដែលគេធ្វើចេញមកទាំងគេខ្លួនទាំងបកគោនឹងផ្ទាល់ហើយនឹងទាំងម៉ែឪគេផ្ទាល់នឹងថាតើគេធ្វើទង្វើនឹងគេពេញចិត្តនឹងចង់បានយើងដែរអត់ហើយតាមធម្មតាទេមនុស្សស្រីដែលផាមុនពេលរៀបការគេមិនសូវសុបាយអយកមកធ្វើកូនប្រសាប្រហែលទេហើយចាំទុកផងទៅអឺហើយពិចារណាខ្លួនឯងទៅណាគួរទៅឬគួរនៅណា